Đây là hữu cơ, đang gãi hữu cơ cho cây mít Thái nha các bạn. Đây cây mít này hiện tại thì có khoảng được 6 đến 7 tháng. Đây. Thì hiệu quả thì để tầm khoảng một tuần lễ sau. Tuần lễ sau mình sẽ quay lại thăm cái vườn của anh Út để coi cái hiệu quả như thế nào, thì nữa mình sẽ quay phim lại các bạn xem. Đây. Đây là hữu cơ vi sinh. Thường thì như anh Út là đi thường là tập trung vào là đi phân hóa học, nhưng mà hiện tại giờ anh út đang tập trung vào đi những cái phân hữu cơ nha các bạn. Thì thay vì hữu cơ là để cho cái cây mình có sức sống được rất là lâu, cây mình được khỏe, mình không tập trung vào đi hóa học quá nhiều, vì cây mình một khi mà để mang trái rồi á thì nó có biểu hiện là nó bị xì mủ thứ nhất, thứ hai nữa là cái cây mình nó hiện là chết nhanh, rụng lá từ từ nó sẽ chết. Sáng tưới nước không có tưới nước nấy nha. Giờ nó khô. Chiều tưới nước xương lại. Chiều tưới xương lại đi. Đây là vườn mít Thái. Mùi ghê mùi nha, bịt khẩu trang lại. Không. Có kiếm cái khẩu trang bịt lại. Đây là cái mít 6 tháng nha các bạn. 6 tháng tuổi hiện tại đang đi hữu cơ. Đi giáp bầu. Đây. Sáng tứ yếu. Xương. Mai dặm vô nữa. Mai tứ dặm vô nữa. Thế bữa nào tối rồi. Này tối là rực này nó nguy hiểm. Nó sửa lại chứ. Anh gãy vòng vòng đây nè. Nè, anh thấy không? Ừ. Bộ gãy nè. Ừ. Lắc lư nè. Mùa gãy không phát triển. Gãy vô nó cứng. Mùa gió nè, liệt. Mình gãy cấp đồng gãy đây bắt nữa mà tưới nước cái là nước trôi ra ngoài này luôn nè. Trôi ra nữa, trôi ra từ trôi ra. Chứ mình đâu cần gãy đâu. Ừ. Bu mát chưa gãy đúng không? Chưa. Nữa bu mát phúng lên xương, xương trên cái nữa. Cây nắm được rồi. Ừ, cây nắm nha, xương ngang trên cái nữa. Ừ. Đó, đây, tại mình tưới là mình gãy trong cái này là nhiều. Dạ. Nữa mình tưới nước nó còn rang ra. Này gãy này yếu nghe. Yếu quá. Anh gãy này chắc chưa được 400 g đó. Thấy cũng nhiều mà. À, một trái bay nấm đó. Không đủ. Đúng không? Chục nấm đủ hả? Chứ đó cả anh sao một cái bằng ký lô vậy? Đốc ký lô. Ký lô gãy có chục nấm mấy lần. Nấm mình có 100 g không ta? Nấm mình không có tới 100 g đâu. Ừ. Nắm mình không tới 100 g đó. Thôi để gãy thì gãy mấy kia bù lại. Mấy kia gãy nặng tay chút. Đậm chút. Thật chất ở đây là nó có khu mít
5% trong đây. Thứ hai nữa là có 5 con quỷ sinh, rồi thêm đạm lăng kali, nhưng mà hàm lượng đạm lăng kali nó rất là thấp, chỉ ở chỗ này thôi, chứ nó không cao. Cái hàng kia thì đạm lăng kali nó cao. Ồ, mấy hàng kia thì hữu cơ đưa vô cái em nó đạm, tặng là đạm không. Mà ba thằng có học á. Dạ. Này thôi được rồi, để đợt này vậy đi, rồi chủ yếu gãi mấy hàng bên khoảng nhiều nhiều kẹp gãi nhiều nhiều được. Vậy nào một cây là chục nấm đi, hơn đi, hơn chục nấm. Bây giờ anh tính ra số lượng, ví dụ như một bao đó anh gãi được cho em cỡ khoảng tầm khoảng á 50 gốc, 60 gốc, tính không hảo gì đi. Ừ, cây hơn 1 ký rồi. Ký chắc cửa có trung bình cái này. Dạ, alo. Dạ, trung gốc trung bình là... Alo. Cái này nè, chứ không có nhiều nữa. Cấp trồng gãy xương cái đi. Sao các mình hái gãy. Vừa gãy xong rồi bắt đầu lấy cái này ủ luôn. Dục vô ủ luôn. Giữ ẩm lại. Chứ mình dục cái này vô tốt cỏ cái hồi nó phịch lên giờ nè. Dục vô cho nó phát triển liền. Mấy cây nhỏ mà gãy được ta? Được, bình thường. Anh gãy được bình thường hết. Trồng là phải né, ví dụ như anh trồng anh phải né cái gốc đó ra. Đừng có trồng, ví dụ như gốc đó nằm đó đúng không, anh trồng đây giùm em nè. Né né nó ra, tại sao không, ba chắc bạc lo rồi đó còn á. Nó cày nó không phát triển. Dạ. Không, cái gì là quá ngon rồi, chuyện tốt rồi. Đó. Tháng 2 mới giáp năm đó. Bên bản hả bố? Ừ, tháng 2 mới giáp năm đó. Tháng nữa, giáp năm. Nó như cà phê vậy đó. Nó như cà phê nhưng mà cái dạng như là cái can đó. Build in can, đủ con can nó 3 triệu, gần 3 triệu bạc. Ừ. Bỏ gì đi đó, đích đây đi phải nó mắc. Đủ ngon lành chứ này đặc. Trời ơi, hai ông đó kìa. Hai ông cũng giỡn kìa. Hai mẹ con. Đọt chứ này ra dài. Ừ. Nè. Con nhánh này chứ cũng không nên thăng ha. Ừ, nhánh này không nên thăng nhưng mà mình vẫn để. Ừ. Vẫn để. Khi nào nó bự lên hả, tính tiếp. Từ từ bự lên đi rồi mình thôi cắt bỏ. Chứ còn cắt cái dàn đà. Ừ. Thôi bây giờ gì nè, cây này phan hả cắt đi. Ừ. Anh phan hả cắt tầm khoảng tháng ngoài nữa hả cắt. Đừng cắt. Gãy phan hả đi. Ừ, gãy phan cái tứ nữa phần. Đi. Tứ phan nó cái rồi quay răng mình hả cắt. Cái này ra nữa được là gốc bằng cầm muốn bằng cầm tay rồi. Ừ. Tới đó là cũng như tới tháng 6 này là tới tháng 6 là cũng như là gấp 5. Gấp 5 tới tháng 10 là cũng như là 13 16 tháng rồi. Được rồi, tháng 10 để trái. Ừ. Tháng 10 để trái, tháng trái 1. Rồi. Trái à? Ừ. Chờ hơn trái bằng. Ừ. Trái rồi cũng như là lụm về tới. Ừ. Bây giờ cho chơi thôi, cây 1 ký thôi, trái 1 ký thôi. Ừ. Rồi, một thằng. Bấm qua bên nhà bên đó nè. Tại cái này là miếng nhẫn qua bên trời. Cái bên đó để hai ba trái nó để giữ vậy. Trời, trời nó cây đang đắng nó bốc giới vậy nè, mà để có ba trái nó còn lóng không nổi nữa. Ngồi ghê. Không để càng nhiều trái nát nát nữa không. Bởi vậy. Bên cái tay bắt đầu nó mau dữ lắm nè. Đang giai đoạn này bắt đầu phát triển rồi nè. Bắt triển rồi đó, nung vô. Cái cây tại sao nó hơi nhỏ nữa không? Tại không có hết lột, nó hơi nhỏ chút. Gì? Nhưng mà ông ngắt đọt cũng đúng mà. Điều ông thì sợ nói là ngắt đọt bị xị mũ. Nhưng thật chắc đúng ra ngắt đọt nó lợi hại lắm. Là gì? Nó đôn lại cái tàn lại. Thứ nhất là đôn lại nó phì cái tàn bị ngang ra. Thứ hai nữa cái bộ rễ, bộ gốc mình đó, nó bự ra. Nhưng bây giờ mình nói người ta nói sợ, ngắt sợ người ta nhận cái đọt lên, người ta nhận cái đọt. Cái này nói mình ngắt cái này thì sau này nó không bằng cái kia, cái tàn chảo á nữa.
Em nói là tại vì cái kỹ thuật đi á, đúng ra là cái cây này nè là em trồng lên đúng không, em trồng rồi tới khoảng 7 tháng em cho ngắt đọt, nhỏ ngắt cử, lớn lớn gì nè 7 tháng ngắt cử nữa, cho bung ra, đồn cái gốc lại cho bự. Tại vì mình trái mít mình để toàn là trái trong thân không à, chứ mình đâu để nhánh đâu, mình lo làm chi, chủ yếu là cái Nhiều gốc khi càng bự. nào muốn để là để như cái nhánh cái này mới để Cái thôi. nhánh cái bự, nhưng mà cái nhánh cái bự này theo em cũng không để luôn nữa, thẳng luôn, em cũng không để luôn nữa, Thế đó thì mình để trái dữ lắm bự à. để trong thân này nè, thân này nè, trái bự nè, trong thân trái bự thôi. Thế bộ không quay vườn nào mà để trái quá trời đó. Ở ngoài miền Đông Ở trong mình nè. Trong mình có trái gì cây à, gì cần câu gì nè. Sóc Trăng, Mà ba muốn trái gì đó. Sóc Trăng của vườn của anh Tấn. Bộ không có ông nào đi theo đó. Ừ, vườn của anh Tấn á. Bộ không có ông nào cũng